Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay có 3 cái máy hút bụi của AEG, bình 30 lít hành lý. Cái này thì nó chỉ có máy và ống hút thôi nhá. Còn ba cái đầu phụ kiện gì đó nó không có đâu. Thì cho nên em thanh lý cái giá nó rẻ với bác về sử dụng. Có 3 con. Cắm từ hút ra mấy con ốc rồi cắm hút rồi. Ba cái mặt cưa nè, nó hút được cả nước này. Lên đi anh, lên đi. Ôi, cái khác. Đứng với nhau. Làm ra nắng luôn. Ra nắng xong rồi mạnh. Mình để mai bụi đỡ. Dài quá tắc sạch luôn. Cái máy hút bụi thế này nó có, đây là số 1 và số 2 nhé. Cái số 2 này là không phải là tốc độ mà nó là cái đây là nó chạy thêm được hai máy. Đó, mình cắm thêm một cái máy máy cắt máy mài máy gì đó để mình cắt bụi thì mình có thể mình lắp thăm thêm cái máy hút này vào cho nên sử dụng một lúc được hai máy. Thì là cái này là không phải là tốc độ mà cái này sử dụng một máy và hai máy, tất cả cái máy hút bụi nào cũng vậy. Đấy, số 1 và số 2, cái này là sử dụng hai máy. Nếu dụ mình bật số 2 này cắm cái máy khác vào cái đây thì nó sẽ là chạy một lúc hai máy. Cái này thì nó chuyên hút thì mình cắt có thể mình lắp cái máy cưa bàn hoặc là bao cuốn, bất cứ một cái máy nào mà nó cắt để mình hút bụi thì mình vừa lắp vào nó vừa cắt vừa hút luôn. Thì chứ không phải là tốc độ như bác nhá. Nhiều bác về hỏi tại sao nhấn và bên số 2 nó không có chạy, tại vì cái đó nó chỉ là cái hai máy thôi, một máy và hai máy thôi. Dưới đất để sao nó hút đây này. Hút dưới anh. Đâu hút rồi anh. Thì con iPhone của em còn nặng hơn nó hút được. Nặng hút được ngay cái ghế này giống cái nhắc nổi không. Nhắc được sao nó. Không được.
thùng 20 lít của VUV kìa. Lật ngược lại. Lật ngược lại đi. Lên luôn. Này ngon nhỉ. Êm nhỉ. Nó thì còn có 3 con thôi, như nó giá nha. Đây con như trong video này thì bác nào có nhu cầu về máy hút bụi thì cứ vui lòng liên hệ cho số điện thoại 0922 400 500. Cái máy hút bụi của AEG nha các nhá, bình 50 lít. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.